Chiều nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội thảo đổi mới sáng tạo trong hoạt động giảng dạy. Đây được coi là vấn đề có tính cấp thiết trong quá trình tiến tới xây dựng hệ thống đại học thông minh hiện đại, thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại đơn vị này. Đổi mới hoạt động giảng dạy được xác định là nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay nhằm tạo đột phá trong nâng cao chất lượng, khẳng định vị thế, thương hiệu của Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự tác động của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Việc nghiên cứu, tiếp cận và phổ biến những công nghệ giáo dục mới, phương thức giáo dục mới cho toàn hệ thống, bao gồm giảng viên, người học, nhà quản lý, đảm bảo sự đồng bộ, nhất quán trong toàn hệ thống là vấn đề có tính cấp thiết. Với mục tiêu tăng cường tính tự chủ của giảng viên và trang bị phẩm chất, kỹ năng và năng lực cho sinh viên thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời khai thác thế mạnh đa ngành, đa lĩnh vực, đáp ứng xu thế tự chủ đại học, Đại học Quốc gia Hà Nội đã xây dựng kế hoạch đổi mới hoạt động giảng dạy giai đoạn 2019-2025. Để triển khai các nhiệm vụ này, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thành lập Trung tâm hỗ trợ giảng dạy trực thuộc Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục. Trung tâm cũng đồng thời hỗ trợ và chuyển giao công nghệ giáo dục cho các trường đại học trong cả nước nói chung.